Dạ. Ngoại cho nó vui kẹo ngoại nè. Ông nội tôi có mình tôi rồi mới quên tôi mà cả đông cả lè cũng ăn. Cá nè ngoại. Rồi đây con lửa cho ngoại nha. Này này dưa hấu mà con thấy ngoại thích nè. Quên đi kiếm nhà mà nói thôi để đi mua gạo mà biết đâu gạo mua con mua tắm. Chứ con không mua gạo. Một hộp gạo rồi một con bao nữa cả. Đừng có mua gạo nữa. À, thôi đừng ông qua trời ơi ông nội đừng có mua cho ông nội tôi ăn ngã nào cho hả trời đất cơ ông nội ơi bánh này làm mềm bánh hung lan bánh mềm dạ rồi cơm nữa gì chưa dạ không có sao hồi nãy con ăn chay mà ngoại ăn chay hả dạ dạ con ăn chay lâu rồi dạ con ăn cũng lâu rồi anh này thì ăn lâu rồi nè con đưa cho ngoại coi bà ngoại con nha dạ, bà ngoại mới biết được là dân Bến Tre ngoại con là dân Bến Tre đó gì ngoại là con dân Bến Tre ở Bến Tre bà mẹ vợ ở Bến Cà Cối dạ Bến Cà Cối nè dân Bến Tre không à nhà dạ. Con là dân Bến Tre dạ không dạ dạ ngoại con rồi làm nghề nhiệt gì? Dạ con làm công ty cầm định giá. Dạ. Nè, con là Đức Thiện ngoại. Dạ. Bà ngoại, ngoại thấy ngoại con chưa đó, ngoại con là dân Bến Tre đó ngoại. À và tốt quá ha. Dạ. À, tốt quá và mất hồn mười chín tuổi dạ. À, tốt mất vào bảy mấy tuổi. Bà ngoại con cũng dân dạ. Nhà chi? Ở với ông ngoại con là vợ ngoại con vợ sao quýnh gãy răng luôn 70 hàm răng là vợ sao quýnh gãy 70 hàm răng cũng khổ như ngoại đi nói chứ ngoại về đâu chân Bến Tre cần cụ dữ lắm ngoại con cần cụ ông Bến Tre cực lắm cực ở chết là tốt quá bà già tốt dạ bà ngoại con mất nay bao lâu rồi mất nay ngoại chắc lớn tuổi hơn tôi nay bảy không cỡ chắc bây giờ còn sống chắc cỡ ngoại á 82 tuổi dạ, dạ đúng rồi cỡ ngoại á ngoại con tuổi 10 tuổi 10 là tuổi 10 thì nhỏ dạ ngoại con tuổi 10 mua mua lớn á tuổi con mèo tuổi mèo lớn lớn này tuổi 10 thì mèo lớn á mèo lớn á mùi lớn á không mùi lớn chắc của ngoại con chưa 90 đâu cỡ như ngoại á mà chín mấy tuổi rồi gần 100 tuổi rồi à chín mấy đâu nào ngoại con đó ngoại con á bà đòi về Bến Tre không à bà nhớ nhà ở hồi lúc còn mười mấy tuổi đó giờ lẫn rồi chết luôn để cha để dầm nằm một chỗ mà chết đó mà chứ không phải như người ta để cha để dầm mà chờ nằm mà chết đó mà nằm chết đó chỉ kêu Bến Tre không rồi cho tôi về Bến Tre không chín mấy tuổi chứ không ấy đâu cho về Bến Tre không à kêu cho về Bến Tre mà giờ là ông bà chết hết ráo rồi để lại đất đai là cho người cô cậu rồi ở tại Bến Tre gốc cát hồi nào giờ ông bà cha mẹ tại dạ dạ đúng rồi dạ. Tôi cũng mình tại ở bên cả cô mẹ mình cả cô này à. Rồi à. Có cái ông đó là con cô cậu mà ổng là Lâm ổng bị điếc à. Mà con nhớ giờ chắc ổng chết rồi lúc đó còn nhỏ ba mẹ cha có mình tôi mà cho đi là bị cảm sợ nổi rồi ăn ngã nào cho cha nội ơi để con về cái con gọi điện cậu con là ở bên nước ngoài là con của ngoại con đó con thấy không này, dạ tốt quá để thấy là dân Bến Tre đó ngoại dạ nay con gặp ngoại là ước nguyện của con đó ngoại con thương ngoại quá ôi khổ quá chứ tôi đã nhìn bạn lớn hết chứ chứ không có chết mấy kiếp rồi con nghe mọi bệnh mà con không biết được à. Ờ, ông nội ơi rồi Khương vừa đó nó làm tôi sợ ơi nó nhát nôi gạo tôi rồi tôi sợ rồi nó bắt cái mặt chứ không có bệnh gì vậy hết dạ đúng rồi dạ tôi sợ con nghĩ là ngoại chắc bị như vậy chứ dạ, không có bệnh gì hết trơn không có gì hết trơn nó sợ đó tôi sợ quá rồi cái gì chứ đi la quá đó rồi đó nó tức cái nực cái thôi hà chứ không có gì trơn à không có bệnh hoạn thuốc ngoại uống cà phê nha cà phê cầu cà một ca cà không kêu cà phê
kêu cháy chả kêu con bé thôi cho con qua cà phê cho ngoại con có số điện thoại là con cũng mua một cây cây số với ngoại á coi ngoại có hút cái đó rồi đúng rồi cho chị đâu má trong nước mía ly nước mía cậu đúng rồi ly nước mía bự nha tại đâu mà đi với cô này dạ con ở mà An Giang lên Long An cứ làm hồ anh An Giang con bến con quê gốc ngoại con là Bến Tre con dân Sài Gòn nhưng con lấy chồng á dở Giang là con ở Long An mỗi lần mà con có clip ngoại là con mới ngủ mà con clip ngoại là con gái con nó học lớp 6 nó nói mẹ sao con bà cố ngoại mẹ khóc con vậy thấy cô thương quá bà chửi qua mà bà ngoại bà chửi á là bà ngoại thương á ngoại chửi là ngoại thương con á rồi ok rồi mốt mốt là con lên là con còn đầy đủ nữa không phải vậy đâu con mới biết ngoại con kiếm đợt trước á là con kiếm ngoại rồi là có Út Quý xong rồi con đi ra đồ nhiều dữ lắm con mới qua bên ngồi bên đó con canh con xin con bé dạ con biết Hữu Thiện ở Mỹ con coi hoài hoài đi Mỹ rồi dạ. Đi bên Mỹ rồi rồi có về bệnh rồi hôm bước đầu tháng 7 tay ra ngoại có cận này con mua cái giường tre cho ngoại khác không nó này rồi nè bà cô ở Tây Ninh gửi hình cho ngoại mà anh Hải đưa lên bà ngoại nhớ Hữu Thiện bà ngoại khóc nhớ Hữu Thiện khóc là chụp chung với cái đồ xui à dạ trời ơi cẳng chứ ngoại là thấy thương ghê luôn nãy giờ nay ngoại không có chút cộng dừa nó chút con chút phụ cho dạ thôi cậu ơi trời ơi tại đâu có chưa quài ngoại không còn con chút ha hay hơn anh Hải nữa nha có mà chưa rồi dạ cậu ngoại con coi cái clip nói Út Quý mua cho ngoại cái gậm ghê rồi có mua không vậy ngoại dạ có đó một hàng bề tủ vàng ghê đó gậm ghê là ghê gỗ á không dạ. Dạ, con còn đang mua cả đống mà con mình tôi mà mua gì rồi Hải đền tay cho cái tủ Hữu Thiện cho cái tủ đựng quần áo còn tủ đựng đồ ăn còn tủ đựng chén bát quyên con quý đang mua tủ đựng chén đựng đồ đó ngoài ở đây có tủ bàn thờ mà không ai dạ. Tôi đâu có hồi tôi đi mừng ở tỉnh Bình Lộc mà tôi về cái nhà nước cho cái nhà này rồi rồi cất rỡ rồi thờ cũng lời Phật với ông bà đó. Con nghe nói là cái đất này là của bà con của ngoại hả bà con á chứ ngoại biết con có nói với anh Hải nhưng mà con nói với ngoại nghe là con biết trước á là con sẽ mua đất cho ngoại cất cái nhà cho ngoại ở ngoại chết rồi con thờ ngoại bây giờ ngoại muốn gì không mày muốn dời cái nhà này chỗ khác không muốn không? Con mua đất khác cho ngoại. Bây giờ không đi. Cậu ấy cũng muốn rời cái lên giường đâu mà buồn. Hồi đó cái trời ngoại con sẽ mừng ở trên con. Đau lòng con thương ngoại lắm á. Con mình ơi. Cậu đó. Rồi trời ơi tôi nói thiệt. Nó cho này thì con có tủ này. Cũng có tủ. Đó quần áo. Con đã trời ở cái quần áo. Dắp một tủ rồi đấy. Rồi. Cái cái tủ cũ hồi xưa đánh vào cái gãy đó rồi cái thiện tắt cho cái này nè Hải miền Tây cho cái này nè đó rồi đưa cho ngoại còn một cho cái này nè đó rồi rồi nhà nước cho cái nhà đảm bảo tới giờ đó rồi mới làm cất lên rồi ở nhà tới giờ không đi bằng được ông nội ơi bà thấy cái cơ rồi cái cho tôi đi mà chúng ta cho được một cụm thịt ca cà phê nè đó phải cho gửi ngoại đi uống cái gì phê ngoài ăn cái gì ngoài ăn sáng nha ngoại con muốn cô lên cái con mua cho ngoại nhiều hơn nữa mua tắm cho ngoại chứ không mua gạo ngoại thích ăn tắm gà phải ăn tắm nó nhuyễn và nó ngon hơn là gấu gạo gạo là mắc nghẹn chết ăn cá biển không hả ở chợ lớn á ở chợ lớn ở Sài Gòn á hôm qua con Thiện xin tổng chào quý vị cái video đến đây xin kết thúc hẹn gặp lại các bạn video clip tiếp theo xin tạm biệt quý vị bye bye.